Xin chào các bạn và các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong bài học số 6, Thạch Quyển Thuyết Kiến Tạo Mảng của chương trình Địa lý lớp 10. Trước khi bắt đầu vào bài học mới ngày hôm nay, để có thêm nhiều bài giảng tham khảo đồng thời nhanh chóng tiếp cận với những bài giảng mới, các bạn và các em hãy tìm kiếm từ khóa chương trình mới trung học cơ sở, trung học phổ thông trên thanh tìm kiếm của trang YouTube. Tại đây hãy nhấn nút đăng ký, trên kênh sẽ có rất nhiều bài giảng thuộc các môn văn hóa cơ bản khác nhau để chúng ta cùng tìm hiểu. Sau đây chúng ta cùng quay trở lại nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Để thuận tiện cho việc theo dõi bài giảng, các bạn và các em hãy mở sách giáo khoa trang số 21 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Đồng thời nên chuẩn bị vở để ghi chép lại nội dung chính của bài học ngày hôm nay nhé. Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu qua hai nội dung. Chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào được gọi là thạch quyển này, cấu tạo của thạch quyển. Và chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần thứ hai đó là thuyết kiến tạo mảng. Chúng ta sẽ được tìm hiểu về trên trái đất của chúng ta có bao nhiêu mảng kiến tạo và các mảng kiến tạo này nó đứng yên hay nó di chuyển và nó di chuyển thì tạo ra các hiện tượng nào thì đều được chúng ta giải đáp ở trong nội dung bài học ngày hôm nay. Chúng ta đang sinh sống ở trên bề mặt trái đất và trực tiếp sinh sống tại thạch quyển. Vậy thạch quyển là gì? Khái niệm ra sao và nó được cấu tạo như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong mục số 1, thạch quyển. Các bạn hãy cùng quan sát lên trên màn hình. Ở đây cô có hình ảnh về thạch quyển trong cấu tạo bên trong của trái đất. Và các bạn hãy kết hợp cùng với sách giáo khoa và nêu cho cô khái niệm thạch quyển là gì. Xác định giới hạn của thạch quyển và phân biệt thạch quyển và vỏ trái đất. Thì chúng ta nhìn lên trên màn hình. Ở hình ảnh thạch quyển trong cấu tạo bên trong của trái đất thì chúng ta thấy là thạch quyển thì nó sẽ bao gồm phần trên của lớp manti này và gồm có cả phần vỏ trái đất. Vỏ trái đất thì hôm trước chúng ta đã được học ở bài học trước rồi thì chúng ta đã xem được vỏ trái đất thì gồm có vỏ đại dương, vỏ lục địa, nó bao gồm từ lớp basan, lớp granite và trầm tích. Và hôm nay thì thạch quyển thì sẽ bao gồm thêm một phần nữa, đó là lớp manti ở phía trên. Từ đó thì chúng ta nêu ra được khái niệm đó là thạch quyển thì sẽ gồm vỏ trái đất và phần cứng mỏng phía trên của lớp manti. Thành phần cấu tạo chủ yếu của thạch quyển đó là các đá ở thể rắn và giới hạn dưới của thạch quyển thì ở độ sâu khoảng 100 km, còn độ dày của thạch quyển thì không đồng nhất, mỏng hơn ở vỏ đại dương và dày hơn ở vỏ lục địa. Thì các bạn có thể quan sát rất rõ phần này khi ở trên hình minh họa miêu tả ở bên trên. Và bây giờ thì chúng ta cần phải so sánh giữa thạch quyển và vỏ trái đất thì khác nhau như thế nào. Thì các bạn có thể nhìn lên trên này, cô có hình ảnh minh họa cụ thể giới hạn về vỏ trái đất và thạch quyển. Thì chúng ta thấy được là có hai sự khác nhau về độ dày và thành phần. Thì vỏ trái đất thì độ dày là 5 km ở đại dương cho đến 70 km ở lục địa. Còn thạch quyển thì có độ sâu tận là 100 km, tức là dày hơn rất là nhiều. Và thành phần của vỏ trái đất thì gồm có vỏ lục địa và vỏ đại dương. Còn thạch quyển thì như thế nào? Thạch quyển thì sẽ rộng hơn, nó sẽ bao gồm toàn bộ vỏ trái đất và phần cứng mỏng phía trên của lớp manti. Thuyết kiến tạo mảng là gì? Trong quá trình các mảng kiến tạo dịch chuyển thì sẽ dẫn đến hiện tượng gì ảnh hưởng đến đời sống của con người chúng ta? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong phần số 2, thuyết kiến tạo mảng. Đầu tiên thì các bạn hãy đọc thông tin và quan sát cho cô hình 3.3 và 3.4. Hãy trình bày khái quát về thuyết kiến tạo mảng và giải thích nguyên nhân hình thành các dãy núi trẻ, các vành đai động đất và núi lửa. Thì các bạn nhìn lên trên màn hình, hình 3.3 là lược đồ các mảng kiến tạo lớn của thạch quyển. Thì chúng ta có thể thấy có một số mảng, ví dụ như mảng Phi, mảng Á Âu, mảng Ấn Độ, Australia, mảng Thái Bình Dương, mảng Bắc Mỹ, mảng Nam Mỹ, mảng Nam Cực, đó là những cái mảng lớn. Ngoài ra còn có một số mảng nhỏ như mảng Ả Rập, mảng Philippines, mảng Cocos, mảng Nazca, mảng Caribe. Thì đó là lược đồ về các cái mảng kiến tạo. Còn thứ hai là hình 3.4 thì nó là một số cách dịch chuyển các mảng kiến tạo. Thì các mảng kiến tạo này nó có hai cách dịch chuyển, đó là nó tách rời nhau ra thì hình thành các khe nứt hay sống núi giữa đại dương. Còn nó có thể có chuyển động số 2, đó là xô vào nhau. Thì xô vào nhau thì sẽ hình thành nên các dãy núi.
kết hợp với thông tin trong sách giáo khoa thì các bạn, đó là thuyết kiến tạo mảng. Thì nó sẽ mô tả các cái chuyển động ở quy mô lớn của thạch quyển trái đất. Học thuyết này hoàn thiện các quan điểm trước đây về trôi dạt lục địa. Thì ở cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, các nhà địa chất từng cho rằng đặc điểm chính của trái đất là cố định và phần lớn các đặc trưng địa chất như các dãy núi là do chuyển động thẳng đứng của lớp vỏ theo học thuyết địa máng. Các quan sát trước đây từ năm 1596 cho rằng các bờ biển đối diện nhau trên Đại Tây Dương này, hay chính xác hơn là rìa các thềm lục địa thì có hình dạng tương tự nhau và dường như đã từng khít vào nhau. Từ đó một số học thuyết được đề xuất để giải thích sự tương hợp biểu kiến này. Nhưng việc cho rằng trái đất ở thể rắn đã làm xuất hiện nhiều vấn đề khó có thể giải thích được. Và cho đến khi phát hiện ra ra đi và đặc điểm tỏa nhiệt của nó vào năm 1896 thì dẫn tới xét lại cái tuổi biểu kiến của trái đất thì là do trước đây tuổi trái đất được xác định bằng tốc độ nguội lạnh của nó và bề mặt trái đất, bức xạ giống như vật thể đen, và các tính toán ngụ ý rằng thậm chí nếu trái đất bắt đầu tại nhiệt của bức xạ đó thì nó có thể giảm nhiệt độ xuống như hiện tại và chỉ sau vài triệu năm. Cùng với sự hiểu biết về nguồn nhiệt mới này, các nhà khoa học đã có lý do để cho rằng tuổi của trái đất thì còn lớn hơn thế một cách đáng tin cậy và lõi của nó còn đủ nóng để ở thể lỏng. Và chính vì thế nên cái thuyết kiến tạo mảng này nó kế thừa từ giả thuyết trôi dạt lục địa của Alfriedo đề xuất năm 1912 và được mở rộng trong quyển sách xuất bản năm 1915 của ông có tên gọi là Nguồn gốc của các lục địa và đại dương. Thì ông đã đề xuất rằng các lục địa hiện tại từng có thời hình thành nên một lục địa lớn và bị tách ra. Điều này đã làm giải phóng các lục địa từ nhân của trái đất, so sánh chúng với các tảng băng granite và có mật độ thấp nổi lên trên biển Bazan đặc hơn, nhưng do không có các cái chứng cứ chi tiết và lực tác động đủ để gây ra chuyển động nên học thuyết này nói chung đã không được chấp nhận một cách rộng rãi. Và trái đất thì có thể có vỏ rắn và lõi lỏng, nhưng dường như không có cách nào để lớp vỏ trái đất có thể di chuyển được. Và giới khoa học sau đó thì đã ủng hộ các học thuyết do nhà địa chất người Anh Holmes đề xuất vào năm 1920, là theo đó các mối nối giữa các mảng có thể nằm dưới biển, và đề xuất năm 1928 của Holmes thì cho rằng các dòng đối lưu trong quyển Manti và lực gây chính là cái lực mà gây chuyển động chính khiến cho các cái mảng thạch quyển này nó di chuyển. Và chứng cứ đầu tiên cho rằng các cái mảng thạch quyển di chuyển xuất hiện cùng với sự xuất hiện về hướng từ trường này, biến đổi trong các đá có tuổi khác nhau này, lần đầu tiên đã được nêu ra trong hội nghị ở Tasmania năm 1956, và đầu tiên nó được học thuyết hóa thành thuyết vỏ trái đất giãn rộng, và sự hợp tác nghiên cứu đó đã phát triển nó thành học thuyết kiến tạo mảng và giải thích rằng sự tách giãn như là kết quả sự trồi lên của các loại đá mới này, nhưng không làm cho trái đất giãn nở thêm bởi sự có mặt của các đới hút chìm và các đới gãy tịnh tiến bảo toàn. Đây cũng là thời điểm mà học thuyết của Wegener được các nhà khoa học chấp nhận về mặt tổng quát, và các công trình bổ sung về sự liên đới của tách giãn đại dương và đảo cực từ trường do Harry Hess và Mason thực hiện đã xác định được cơ chế chính xác để giải thích cho sự tồn trồi lên của các cái loại đá mới. Thì đó là một số cái lịch sử về thuyết kiến tạo mảng. Và từ đó thì chúng ta có thể khái quát để thuyết kiến tạo mảng như sau. Đó là thạch quyển thì gồm một số mảng kiến tạo. Các mảng này có bộ phận nổi cao lên trên mực nước biển thì gọi là lục địa. Các đảo và các bộ phận trũng thấp bị nước bao phủ thì gọi là đại dương. Do hoạt động của các dòng đối lưu vật chất quánh dẻo và có nhiệt độ trong lớp manti, các mảng kiến tạo không đứng yên mà dịch chuyển với tốc độ chậm. Nguyên nhân hình thành các dãy núi trẻ, các vành đai động đất núi lửa, do trong khi dịch chuyển thì các mảng kiến tạo này tách rời nhau hay xô vào nhau. Các bạn quan sát lên trên màn hình thì ở đây cô có cái vành đai lửa Thái Bình Dương. Thì các bạn có thể quan sát thấy là ở những cái nơi tiếp giáp của các cái mảng kiến tạo thì nó xuất hiện các cái dấu chấm rất dày đặc. Thì đây chính là nơi tiếp xúc của các mảng, và
nơi có cái nền địa chất yếu thì thường xuyên xảy ra các trận động đất và núi lửa. Thì từ đây các bạn có thể biết được là nguyên nhân vì sao mà có một số khu vực thì thường xuyên xảy ra động đất núi lửa. Đây các bạn có thể từ đó mà suy ra là biết được vì sao Nhật Bản lại là một quốc gia mà thường xuyên chịu tác động của động đất này, núi lửa, sóng thần. Bởi vì Nhật Bản nằm ở cái nơi tiếp giáp của hai cái mảng lớn của mảng Á Âu này và mảng Thái Bình Dương. Và ngoài ra thì còn có cả mảng Philippines. Thì chính tại cái nơi tiếp xúc này đã khiến cho Nhật Bản có nền địa chất yếu và thường xuyên xảy ra động đất, núi lửa. Thì khoảng 90% các trận động đất trên thế giới xảy ra trong khu vực vành đai lửa, một cung đường 40.000 km núi lửa và rãnh đại dương bao quanh một phần của Thái Bình Dương. Thì từ đây cô có phần tổng kết của thuyết kiến tạo mảng, các bạn có thể nhanh chóng ghi chép vào trong vở. Nguyên nhân của các hiện tượng kiến tạo động đất núi lửa là do sự dịch chuyển của một số mảng kiến tạo. Vùng tiếp xúc giữa các mảng thì là nơi không ổn định, thường có những hoạt động kiến tạo xảy ra kèm động đất núi lửa. Và các mảng này thì nó không đứng yên và luôn dịch chuyển trên lớp quánh dẻo của manti. Trong khi dịch chuyển thì các mảng có thể xô vào hoặc tách nhau ra và có 7 mảng chính và các cái mảng nhỏ. Mỗi mảng kiến tạo thì gồm cả phần lục địa, phần đáy đại dương, nhưng có mảng chỉ có phần đáy đại dương, đó là mảng Thái Bình Dương. Trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay thì cô trò chúng ta sẽ đi trả lời các câu hỏi của phần luyện tập và vận dụng. Câu hỏi số 1. Dựa vào thông tin trong mục 2 và các hình 6.3, 6.4 hãy mô tả kết quả khi các mảng kiến tạo xô vào nhau hoặc tách ra nhau. Thì ở trên này thì cô đã có sẵn hai hình. Thì khi hai mảng kiến tạo xô vào nhau thì hình thành các cái dãy núi lục địa cao đồ sộ. Ví dụ như Himalaya này, hình thành do hai mảng Ấn Độ, Australia và Á Âu xô vào nhau. Khi hai mảng đại dương xô hút một mảng lục địa thì tạo thành các vực biển sâu và dãy núi cao, ví dụ như mảng Nazca xô hút với mảng Nam Mỹ tạo thành vực biển Peru, Chile và dãy Andes. Còn khi hai mảng tách xa nhau thì tạo ra các vết nứt lớn, magma trào lên tạo thành các dãy núi nằm dọc vết nứt kèm theo động đất hoặc núi lửa, ví dụ như là sống núi ngầm ở Đại Tây Dương. Câu hỏi số 2, tìm hiểu các vùng núi trẻ Himalaya, Andes, vị trí đặc điểm sự hình thành. Thì ở đây về vùng Himalaya thì nằm ở phía bắc của Nam Á, đặc điểm thì đây là một dãy núi trẻ nhất thế giới về lịch sử địa chất. Đặc điểm đặc trưng nhất là hiện nay vẫn còn hoạt động, theo ước tính thì độ nâng lên cao nhất của Himalaya là 1cm trên năm và có đỉnh Everest cao nhất thế giới là 8.848m nằm ở biên giới của Nepal và Tây Tạng Trung Quốc. Còn Himalaya thì trải rộng trên 7 quốc gia của châu Á bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Nepal, Bhutan, Afghanistan, Myanmar, Pakistan. Sự hình thành dãy Himalaya thì do sự va chạm giữa mảng Ấn Độ, Australia và mảng Á Âu. Còn Andes thì nằm ở dọc bờ biển phía Tây của Nam Mỹ. Đặc điểm thì gồm chuỗi núi liên tục dài 7.242 km, kéo dài qua 7 quốc gia. Đỉnh núi cao nhất của dãy này là Aconcagua, 6.962 m, thuộc Afghanistan. Đây là đỉnh núi cao nhất của châu Mỹ, vốn là núi lửa nhưng không còn hoạt động. Về sự hình thành thì dãy núi này là kết quả của quá trình kiến tạo khi vỏ đại dương của mảng Nazca và Nam Cực bị hút chìm xuống bên dưới của mảng Nam Mỹ. Như vậy, bài học ngày hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm và theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để liên tục cập nhật những nội dung và các bài học mới nhé!